Xin chào các bạn nhé. Hôm nay cả lớp mình tổ chức đi tham quan các vườn nha các bạn ơi. Đây các bạn, cả lớp mình đang chờ xe. Là khi có một cái xe rồi nhưng mà xe kia thì không đủ chỗ, cho nên phải chờ thêm xe nữa để đi nha các bạn. Đây các bạn, là cả lớp nhá, lớp gần 30 mấy 40 người để đi tham quan các vườn nha các bạn. Ôi ôi, nhiều bơ nha các bạn ơi, nhiều sầu riêng nha các bạn ơi. Mình giờ mình đang đi tham quan ở vườn sầu riêng nhá, ở bên tận Eton nha các bạn ơi. Đây các bạn. Đây các bạn, đó, cái nhỏ nhỏ mà cũng có quả đây. Đây các bạn, lớp của mình đã tới Eton nha các bạn ơi. Đã tới vườn của người nông dân trồng rất là nhiều sầu riêng. Đây các bạn nhá. Đây các bạn, đây là chủ vườn đây các bạn. Cái nhánh không lớn vậy, có hết anh ơi, có hết. Bây giờ là hết rồi không Tâm? Bây giờ người ta đặt hết rồi, người ta đặt. Cái cành này gãy uống nha. Bình thường cành này gãy không sao. Phải rồi mà mất đi nó uống. Đó, nó ok thì cái đó để uống hết cái nào rồi. Nó khô mấy người nó mua mấy bây giờ không ăn được mấy lần bây giờ sao được lòng rồi. Đây các bạn, sầu riêng đây. Ý bây giờ là giá chín mấy không có không ạ? À, mua để giữ vườn. Mua đâu? Giờ sao? Mua giữ vườn có cắt không mà? Không cắt hả? Sao hợp đồng? Không mua lại giữ, không để vườn. Đang không cắt thì giờ là... Giữ vườn những xã đang bắt sao hợp đồng đó. Đang cho mỗi khác thì nó bắt sao? Giá rẻ hả? Nghìn bạt ngàn sầu riêng nha các bạn. Mà quả thì rất là nhiều đây các bạn. Wow. Các bạn thấy không? Đó, sầu riêng này các bạn. Đó, trên kia nữa kìa. Làm cỡ 3 cây thôi. Đó, 3 cây thôi. Các bạn thấy không? Quả rất là nhiều nha các bạn ơi. Chú bị như thế này là nó không, nó mất còn lá đó. Còn mất còn lá này làm tới vụ đây. Tới vụ là bây giờ năm nay để nó ít trái, mặn rộng 3-4 trái hay không? Cho nên nó làm tới vụ đây. Cái này nó cần phút sâu nhiều lắm. Không cần phút đúng liều lừa. Cái này quả cái chín nữa, cẩn thận chú xuống là rớt tấm okay. Tấm qua tháng năm với chỗ là nó mùa cái này phải đấy như này, cái này được để thu thích trái phụ rồi làm cái này để ăn á, đấy làm giáo giáo hôm nay cho dân không thấy để mình ra mình bứt mình ăn cho con ăn. Chưa thấy hình 2-26 rồi, còn hình biết 2-26 trái phụ cái ghê kìa, phải to lắm. Cái 26 là tỉnh Đắk Lắk chỉ có một mình vườn mình thành công ngày xưa giờ đó. Tháng 11 âm. Thú hả? Thú. Cái thì nó đổ đông hết. Đây các bạn, sầu riêng. Bạn thấy không? Đó. Ừ, cái thật to. Các bạn thấy không? Mình quay bằng điện thoại thì nhìn không rõ cho lắm. Nhưng mà theo mắt mình nhìn là cây nào cây đấy rất là sai nha các bạn. Nhìn quá đã luôn các bạn ơi. Đây là... Đây các bạn thấy không? Nói mình quay kiểu này thấy gió này. Nhìn rất là nhiều đây. Ui trái sầu riêng này. Đó, người ta phải cột lại nha các bạn ơi. Cái này làm thôi. Thầy nói này bên này yếu này, bên kia nó kéo lên hết luôn này. Bên này không có này, chỗ này không có.
Cái này kéo hết này. Còn khi làm sầu riêng trái vụ là dưới nó ít trái, ở trên tập trung cầm nửa trên nhiều trái. Kéo kéo lên, kéo hết luôn. Kéo lên. Bên này là phải đi xuống. Đi xuống. Trước thì có phải cái này không phải trên này không phải không có hoa đâu. Hoa nhiều. Rất nhiều. Nhưng mà nó đi xuống không khống chế lại. Có chứ. Qua trong. À dính với nhau à. Giờ chưa khống chế. Mà muốn khống chế phải chụp xong. Xong rồi. Xong cái chặt. Cái này là cà phê Mông Thôn. Không phải là mua sang kinh. Mua sang kinh thì bây giờ mới đưa về mình mà. Chưa có. Đang trong cái ba lục để khảo nghiệm. Chưa. Mà ở đây có phòng chống trộm nhân giết vô đấy. Nhà mình làm được hai cây to như này rồi. Cọc dài nữa rồi. Bây giờ muốn nghe câu là hàng luôn. Chơi vô. Ngày xưa câu mà làm. Lô sổ điên. Đây các bạn là giờ ăn luôn nha các bạn ơi. Ăn luôn đây. Ngọt ngọt đắng đắng. Ngon. Ngọt đắng đắng. Ngọt quá. Ngọt. Giờ mình sẽ thử muối cho các bạn ơi. Ăn đi, ăn đi. Chứ ngọt đâu. Là mình tham quan là mình ăn tại vườn luôn nha các bạn. Đây các bạn. Ngon. Quả kia ngon hơn. Quả kia nó kéo đi. Chờ nó nói không để hàng bao nhiêu mấy chục tấn nhỉ tấn mà nó bán vườn chưa hết rồi mà ăn này bữa giá trị bự luôn ha rất là ngon các bạn ơi. Mấy cái tiết nó lắm tin nữa. Phụ nữ thôi chứ không chín được, không ăn đâu. Cái này là chín đâu, nó phải vàng khe mới chín được. Ngon không? Hơi van ý. Để cháu nhá. Ngọt. Năm liên tục luôn nhá, năm ngoái là bị bệnh đi y nè, bệnh đi y là nặng lắm, khó trị lắm. Với lượng trái nó cây xấu như vậy đây. Chứ còn năm ngoái không bị bệnh đi y là cái đẹp hơn nữa. Cái bệnh đi y nó khó. Bệnh kia là loại bệnh như thế nào rồi? À, nó bạc cái lá ở dưới á, để ý mà dùng thuốc gốc đồng á, bây giờ này cái dấu vết nằm. Cái này là nó con vi khuẩn nhỉ? Hay là nói chung mình không rõ mấy cái này, nhưng có cái là mình không biết được mấy cái này, nhưng được biết là bệnh địa y. Còn mấy người đưa thuốc phân trắng thì không ăn. Sau cỡ 5 đến 7 phân. Đủ mình chỉ làm ngoài này rồi là không làm từ nó gốc làm dính gốc luôn. Nhà làm dính gốc làm ra có bung hết bung hết luôn. Năm nào bung hết á, vì không có đội pH, không có đội tơi xốp á, là cái cây hấp thu dinh dưỡng được bỏ phân đông đông cây không, không hấp thu được. Rồi bung. Quan trọng là tăng cái độ pH cho cây á. Ý là cũng phải xới xuống 5 đến 7 phân. 5 7 phân 10 phân lên sau. Xong là lân đạm kali thì bắn vào đấy là nó mới lên. Bỏ lân đạm bỏ đạm cho nó hư nhanh nữa. Không có lân đạm vô cây đang sốt rễ bỏ cho nhanh hư. Đấy là mình bỏ những cái ví dụ như phân chuồng hay phân chuồng chẳng hạn như là phân chuồng đi cô đằng ma để phục hồi bộ rễ làm vết thương rồi mình mới bỏ phân hóa học được, một tháng sau bỏ phân hóa học được. Đúng bài bản xin xong bắt cái này là mình tự nghĩ làm chứ đâu hay bài đâu, từ dự đoán đó, đó làm kìa, làm từ là chúng đuổi. Nói chung là kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm cái này lúc mình làm rồi mình suy nghĩ đó mình làm. Mà mình làm thì ăn hàng ngày thì làm sao mà mình ăn được, là không bị gì nó mới ăn được. Thì cũng làm thí nghiệm cái năm đó phá cà phê múc đất lên tới mà do mình tưới tưới kỹ lắm, làm những mình nhớ tưới đậm luôn á, tưới như ruộng luôn á. Khi xới đất và tưới như đậm như ruộng á.
không có chú. Bây giờ còn ở nào chú? Nhưng mà cái kia này sao chưa có trái nhỉ? Bần run bắn lên cái này. Đi nó mới tuổi mà chú, mới tầm 26. Dạ. Mới của chủ, mới của chồng mà. Sao sao của tôi thì nó mới lên đoạn cái này nó có trái. Ông đi xe máy ô tô, ai dẫm vợ đi ra luôn cho luôn. Cho vợ đóng cửa đi. Ra ngoài ngồi chơi luôn anh. Đây có người khác. Là cá lượm nào.